Theo những người chứng kiến, ngọn lửa bùng phát từ bên trong căn nhà vào khoảng 1 giờ sáng nay. Rất nhanh sau đó đã bao trùm lên cả căn nhà. Người dân xung quanh đã sử dụng nước và bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không hiệu quả. Tay em cúp hết cầu dao là em đi vào em gọi nhà em bảo anh Dũng vào nôi hai đứa con ra. Là lúc đấy là chạy ra ngoài là vì biết là nhà ông phòng cháy chứ không biết là cái gì nữa. Ông Dũng nhà em mới cầm đèn pin soi ra thì thấy khói ở trên nóc này. Vì biết lúc đấy không có ai hết với gào ầm lên à. Em nhảy cẫng hết lên ngoài đường cái em gào ầm hết lên à. Sau đó phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu điều lực lượng đến hiện trường. Do căn nhà sử dụng cửa kéo và rào lưới B40 bên ngoài nên rất khó tiếp cận. Lực lượng chữa cháy vừa đứng bên ngoài phun nước, vừa thay nhau phá cửa tiếp cận ngọn lửa. Gần 2 tiếng sau, ngọn lửa được dập tắt. Vụ cháy đã khiến 4 người chết, gồm ông Nguyễn Quốc Phòng và vợ là bà Bùi Thị Toan, người bố là ông Nguyễn Văn Thao, 74 tuổi. Còn người cháu họ là Nguyễn Hồng Quân, 15 tuổi, đang học lớp 10 được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ hàng hóa và một số xe máy để bên trong. Vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu điều tra làm rõ nguyên nhân. Sáng nay, Cục Kỹ thuật Hình sự Bộ Công an đã có mặt để khám hiện trường vụ cháy. Lực lượng chức năng đã ghi nhận hình ảnh hiện trường và lấy các mẫu tro để giám định, phân tích nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn.